sợ là nhanh quá mọi người nhìn sẽ bị ấy. Xin phép là không đọc được bình luận. Đây là cây đơn trắng, nó rất là nó nhanh nhưng mà chỉ làm gốc ghép thôi. Ai chơi thì vẫn chơi nhưng mà tùy theo lực của mình, nhưng mà bọn tôi thì bán nó không được tiền, chỉ dùng gốc ghép thôi. Đây là hoa hồng cổ nhá. Cổ này là cổ Sapa, kia là bạch hoa. Đấy. Không, chỉ sợ mỗi mất bao thuốc về ấy, chay đó này. Đấy các ông thấy chưa? Thôi ông ấy phun phải sang bên này. Giữ cái tính mạng đó. Đây là bạch xếp. Hoa nó khác nhau đây, cùng màu trắng nhưng hoa nó khác nhau. Đây là bạch xếp này. Đấy, còn bạch hoa thì form nó to hơn. Nói chung là bây giờ cái thị trường hoa hồng thì tôi vẫn bảo rồi, thị trường hoa hồng nó là cái thị trường hàng trăm năm cơ. Cái gì lên cái gì xuống, nhưng hoa hồng thì tôi nói thật ra là tại sao tôi lại dám nói là hoa hồng nó là cái thị trường trăm năm. Tại vì là nói thật ra là kể cả là chị bán vé số hay là chị lao công hay là ông nọ ông kia thì đều thích hoa hồng. Mỗi tội là hoa hồng nó trăm nó khó. Không đọc được bình luận không phải là không đọc được, mà không muốn bị nó sao nhãng cái gì mà mình đang nói. Hiểu chưa? Ví dụ như tôi tập trung nói về cái thị trường, tôi lấy lại cái tính chính danh. Thì là tôi chỉ tập trung là biết là mọi người biết là thằng này nó không giấu mình cái việc là vườn ở đâu, giá như thế nào. Chứ còn như những người khác, người ta bán hàng online thì nói thật ra chụp một cái cây này người ta ghi giá, xong rồi người ta giấu như mèo giấu cứt. Nhưng mình ở đây chỉ cả đường luôn. Các ông thích mua thì là mua, mua qua tôi cũng được. Còn khi mà cái tính chính danh như này, tôi đảm bảo cho các ông là giá của tôi là nó là rẻ hơn cả cái việc ông về đây ông mua. Đấy. Ở ban này này. Quay hình như bây giờ thôi tôi đi cắt nhảy kép đã, từ từ đã. Xong rồi giới thiệu cho mọi người cái mô hình. Đây sung đây này. Ông Thắng cứ khen cây sung này đẹp. Ôi chả thấy đẹp mẹ. Cháu về trước đây. Cà chua. Hôm nay năm nay ông anh còn cho cái mẹ gì lên chậu nhỉ? Cho năm nay là cho ông cho cái gì nhỉ? À cho bí. Cho bí lên trên chậu. Bán Tết. Ông anh cho bí lên trên chậu bán Tết. Đấy. Lâu lắm rồi, cũng 2 tháng rồi, thế là ở nhà tu trí làm. Ôi. Ui. Ui ui. Xe nó xít xuống ao. Đấy, xanh xi đây này. Ấu, vặn đau hết cả người. Khổ. À, đây là vào trong Long Hưng. Vườn đây là Văn Hưng. À Long Hưng, Văn Giang. Đây là, đây tôi chỉ cho mọi người mô hình trồng hoa giấy. Cũng gọi là kiếm tiền tỷ mỗi năm đấy. Xong rồi đang trồng cả dâm bụt đây này. Đây này, vẫn lác đác có những người trồng cây ăn quả đây này. Đấy. Tôi cho các ông xuống tham quan. Gọi là nhiều khi là chúng ta cứ bảo là trồng cây gì mới nuôi con gì. Làm điếu thuốc đã cho nó mát họng. Đây, mô hình trồng dâm bụt vàng đây. Chờ gọi là tạo ra sóng và cưỡi trên sóng. Chứ không chờ cái việc là lướt sóng. Đây, dâm bụt đây. Hoa hồng đây. Cổ Huế mới quế đỏ đây. Đây, dâm bụt đây. Kép vàng với các thứ đây. Xong rồi chờ khoảng 2 năm nữa rồi. Rồi ấy đây. Hoa giấy ngũ sắc thực ra là con thủy nó quay chán rồi. Mọi người hay hỏi là trồng cây gì nuôi con gì. Nhưng thực tế là khi tôi nói ra là đây là những cái mà chúng tôi không phải là chúng tôi cưỡi sóng. Tức là những cái gì nó đang sốt mới lao vào trồng. Mà trồng xong rồi 2-3 năm sau nó có sản phẩm thì lúc ý là tập trung lúc ý bán. Đấy, chứ còn bây giờ đấy, nhiều người cứ hỏi tôi là quay dâm bụt đi. Đây, cái hồng này thì nó có hai loại. Một, cái loại này là cổ Huế này. Cổ Huế chứ không phải quế đỏ. Kinh.
Đấy, thấy chưa? Dâm bụt kép đây này. Đấy, còn hoa giấy kia kìa.